Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Ban Truyền hình Đối ngoại Đài Truyền hình Việt Nam. Và ngay sau đây, như thường lệ, sẽ là những nội dung chính sẽ có trong bản tin. Cộng đồng người Việt tại Lào, Campuchia gặp mặt mừng Xuân Mậu Tuất 2018. Hội thảo an ninh mạng của Câu lạc bộ Doanh nhân Việt Lào Campuchia Pháp đã ghi nhận sự đóng góp tích cực của các chuyên gia trí thức người Việt và gốc Việt tại Pháp cho sự phát triển kinh tế xã hội tại Việt Nam. Gặp gỡ bác sĩ Lê Thành Đô, người đàn ông ấp ủ ước mơ thành lập cơ sở sản xuất cung cấp miễn phí dụng cụ chỉnh hình cho người khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn. Sau đây là phần tin chi tiết. Vào tối ngày 28 tháng 1 tại thủ đô Viên Chăn, Tổng hội Người Việt Nam tại Lào đã tổ chức chương trình gặp mặt mừng Xuân Mậu Tuất 2018. Tham dự chương trình có ông Sai Sổm Phon Phong Vi Hẳn, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng cùng đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán Việt Nam và đoàn đại biểu Tổng hội Người Việt Nam tại Vương quốc Thái Lan và cùng khoảng 500 bà con người Việt đang làm ăn, sinh sống và học tập tại Lào. Phát biểu khai mạc chương trình, ông Nguyễn Duy Trung, Chủ tịch Tổng hội Người Việt Nam tại Lào cho biết, trong năm 2017, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng cộng đồng người Việt tại Lào luôn tích cực tham gia các hoạt động hướng về quê hương và góp phần củng cố quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam và Lào. Thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào-Việt Vilaivong Buddhakham đánh giá cao những đóng góp quan trọng của cộng đồng người Việt tại Lào trong suốt những năm qua. Đại sứ Nguyễn Bá Hùng đã chân thành cảm ơn Đảng, Chính phủ, chính quyền địa phương các cấp và nhân dân Lào đã luôn tạo điều kiện để cộng đồng người Việt tại Lào được sinh sống và phát triển một cách tốt đẹp trên đất nước Lào, tin tưởng quan hệ Việt Nam-Lào sẽ tiếp tục phát triển ngày càng gắn bó vững chắc. Trong bầu không khí ấm cúng, các quan khách và những người Việt xa quê hương đã cùng nhau thưởng thức các món ăn truyền thống của dân tộc và các tiết mục văn nghệ ca ngợi đất nước, con người Việt Nam-Lào và mối quan hệ đoàn kết Việt-Lào. Cũng trong ngày 28 tháng 1, Tổng hội Người Việt Nam tại Lào và Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết công tác cộng đồng năm 2017. Tham dự hội nghị có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng và Chủ tịch Tổng hội Người Việt Nam tại Lào ông Nguyễn Duy Trung. Các đại biểu đã nhất trí trong năm 2017, hoạt động của cộng đồng người Việt tại Lào đã có nhiều hoạt động tích cực giúp tăng cường tình đoàn kết, xây dựng cuộc sống theo đúng pháp luật của Lào và góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam và Lào. Tuy nhiên, hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận những việc chưa làm được để khắc phục trong năm 2018. Trong thời gian tới, cộng đồng người Việt Nam tại Lào sẽ phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tập trung xây dựng, kiện toàn các tổ chức hội đoàn người Việt Nam từ trung ương tới địa phương, đồng thời sẽ trao đổi với Bộ Giáo dục và các bộ ngành liên quan sớm hoàn thiện chương trình sách giáo khoa dạy tiếng Việt cho các cấp học phổ thông ở Lào. Còn tại Campuchia, vào chiều ngày 28 tháng 1, tại thủ đô Phnom Penh, Tổng hội Người Campuchia gốc Việt Nam tại Campuchia đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công tác năm 2017 và phương hướng năm 2018. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh, đại diện lãnh đạo nhiều tỉnh thành khu vực phía Nam của Việt Nam đã đến tham dự và tặng quà chúc mừng. Năm 2017, Tổng hội Người Campuchia gốc Việt Nam đã tổ chức các hoạt động tiếp tục củng cố, kiện toàn và phát triển cơ cấu tổ chức hội. Trong đó có những hoạt động nổi bật như là tổ chức Đại hội Người Campuchia gốc Việt tại tỉnh Mundukiri, tổ chức ra mắt chi hội tại một số tỉnh. Tổng hội đã quan hệ với chính quyền, lực lượng chức năng Campuchia giúp đỡ bà con cộng đồng người Việt Nam. Đa số bà con Việt Kiều ở Campuchia còn nghèo và trình độ văn hóa còn hạn chế. Năm 2018, Tổng hội Người Campuchia gốc Việt Nam tiếp tục bồi dưỡng năng lực công tác cho anh em tham gia công tác hội các cấp, nhất là về kỹ năng tổ chức và vận động cộng đồng. Duy trì hoạt động giáo dục của các trường hiện có, mở thêm các lớp học nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của con em, từng bước áp dụng cả hai chương trình giáo dục của Việt Nam và Campuchia. Nhân dịp này, Tổng hội cũng đã tổ chức đón mừng Tết cổ truyền Xuân Mậu Tuất 2018. Vào ngày 28 tháng 1, Ban Liên lạc Cộng đồng Người Việt Nam tại bang Johor, Malaysia đã tổ chức chương trình nhạc hội chào đón Xuân Mậu Tuất 2018. Tham dự chương trình có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, Hội Phụ nữ Việt Nam tại Kuala Lumpur cùng hơn 200 bà con đại diện cho cộng đồng người Việt đang sinh sống, lao động và học tập tại Johor.
Chương trình đã diễn ra với nhiều tiết mục ca múa nhạc, tiểu phẩm 2, phần thi câu đố về phong tục Tết cổ truyền dân tộc do chính bà con cộng đồng dàn dựng và thể hiện. Đây là lần thứ tư Ban Liên lạc Cộng đồng Người Việt tại Johor tổ chức chương trình Nhạc hội Mừng Xuân để tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho bà con người Việt đón Tết xa quê. Chương trình cũng là dịp để kết nối và phát triển cộng đồng, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa Việt Nam ở nước ngoài. Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao kỷ niệm chương và quà tặng tới các thành viên ban liên lạc, đại diện doanh nghiệp và cộng đồng có nhiều đóng góp tích cực hỗ trợ phát triển cộng đồng trong thời gian qua. Từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 1, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Canada tổ chức đưa đoàn nghệ thuật sang biểu diễn phục vụ người Việt tại Canada. Ngoài những vở hài kịch vui nhộn được thể hiện bởi nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh, nghệ sĩ ưu tú Sĩ Tiến, Bá Anh, nhiều bà con còn được thưởng thức những bài hát dân ca ba miền gợi nhớ về quê hương, cùng các bài hát trẻ trung được thể hiện bởi các nghệ sĩ như Vân Khánh, Kiên Trung, Phương Thảo. Hai buổi biểu diễn của đoàn ở Ottawa ngày 25 tháng 1 và Toronto ngày 27 tháng 1 đều nhận được sự ủng hộ và động viên nồng nhiệt của kiều bào Việt Nam tại Canada. Vào ngày 26 tháng 1 vừa qua tại Paris, Pháp, Câu lạc bộ Doanh nhân Việt, Lào, Campuchia, Pháp, gọi tắt là VCL France, đã tổ chức hội thảo về tình hình an ninh mạng, những hoạt động trao đổi thương mại qua mạng, những tiện lợi cũng như những rủi ro tiềm năng của thị trường trên bán đảo Đông Nam châu Á, trong đó có Việt Nam. Tham dự hội thảo có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, các chuyên gia về công nghệ thông tin, sinh viên về tin học, cũng như một số các doanh nhân quan tâm đến thị trường thương mại tại Việt Nam. Tại hội thảo, các diễn giả gồm 3 chuyên gia là bà Condis Trần Đại, ông François Sabot và ông Pascal Lê Đại đã đưa ra những nhận định cơ bản về quá trình đưa vào áp dụng công nghệ thông tin trên mạng, những tiềm năng và những rủi ro liên quan đến an ninh mạng tại Việt Nam. Tôi nghĩ những gì diễn ra trong hội thảo hôm nay rất tốt cho sự phát triển của Việt Nam trong lĩnh vực an ninh mạng trong thời gian sắp tới. Thực ra Việt Nam đã có những tiến triển rất nhanh trong lĩnh vực này, nhưng nếu như họ muốn làm việc nhiều hơn nữa với các doanh nghiệp châu Âu, trong khi các quy chế ngày càng trở nên khắt khe hơn ở châu Âu, thì Việt Nam cần phải thiết lập các bộ luật, các quy định để cải thiện, sao cho sự bảo mật máy tính phải tăng lên. Việt Nam hiện đang thuộc nhóm những quốc gia có tốc độ phát triển kinh tế nhanh tại khu vực Đông Nam Á. Bởi vậy, thách thức về an ninh mạng cũng tỷ lệ thuận với tốc độ phát triển kinh tế. Hội thảo là dịp để các chuyên gia đưa ra những khuyến cáo và giải pháp để tháo gỡ những nút thắt này. Trong bối cảnh lúc này thì Việt Nam rất cần những cái an toàn trong cái mạng của mình. Thì tôi thấy là nghĩa là hy vọng thôi chứ tôi không có thể nào quả quyết. Mà tôi thấy nghĩa là thì đó là cái tiềm năng. Mà với một cái đội ngũ về chuyên viên ở Pháp thì chúng tôi có thể nghĩa là nếu mà tổ quốc cần thì chúng tôi có thể nghĩa là làm cho liên hệ cho tổ quốc được những người nghĩa là gọi là chuyên viên của nước Pháp. Với những chủ đề và ý kiến được đưa ra tại hội thảo, các khách mời và diễn giả đã cùng thảo luận sôi nổi. Hội thảo cũng ghi nhận sự đóng góp tích cực của các chuyên gia trí thức người Việt, gốc Việt tại Pháp cho sự phát triển kinh tế xã hội tại Việt Nam. Còn tại Việt Nam, mới đây Trường Đại học Florida của Mỹ đã phối hợp với Viện Quản lý Trí thức về Công nghệ thuộc Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ trao bằng tiến sĩ danh dự cho ông Đoàn Văn Khanh, một nông dân ở xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Đây là học vị ghi nhận các công trình nghiên cứu về lĩnh vực y học cổ truyền của ông Đoàn Văn Khanh đã ứng dụng có hiệu quả. Tiêu biểu là sử dụng trái bưởi để chế biến ra các loại dược phẩm, dược liệu trị chứng rụng tóc, hói đầu, trị một số bệnh nan y. Được biết, ông Đoàn Văn Khanh là nông dân đầu tiên trong cả nước được trường Đại học Florida cấp bằng tiến sĩ danh dự về y học cổ truyền. Điều này cũng có nghĩa các sản phẩm y học của ông đã được phía Hoa Kỳ công nhận để phân phối sử dụng. Ông Đoàn Văn Khanh là một nông dân, cựu chiến binh, lương y có nhiều năm sử dụng trái bưởi và hoa bưởi, dừa sáp chế biến ra 28 mặt hàng dược phẩm, dược liệu có giá trị, phục vụ tiêu dùng trị bệnh cho người dân trong và ngoài nước. Tết Nguyên đán năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ dành 22 tỷ đồng hỗ trợ Tết cho công nhân và người lao động. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 58.200 công nhân viên chức lao động thành phố được chăm lo Tết với số tiền trên 22 tỷ đồng. Chương trình đã vận động hơn 230 doanh nghiệp hỗ trợ và trao tặng vé xe cho hơn 10.800 công nhân lao động về quê đón Tết với số tiền trên 7,7 tỷ đồng. Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động thành phố, trong 9 năm qua,
các cấp công đoàn đã cùng với doanh nghiệp, ban chấp hành công đoàn cơ sở trao tặng gần 230.000 vé xe cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết với tổng kinh phí gần 135 tỷ đồng. Đây là một trong những chương trình đã được doanh nghiệp tích cực ủng hộ tham gia đóng góp với 70% kinh phí. 1,5 tỷ đồng quyên góp đã được trao đến các nghệ sĩ khó khăn trong chương trình Nghệ sĩ Tri Âm lần 4 vừa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình không chỉ là dịp để văn nghệ sĩ gặp gỡ nhau mỗi năm mà còn mang lại cái Tết no ấm nghĩa tình cho những hoàn cảnh nghệ sĩ khó khăn. Dù tuổi cao sức yếu bệnh tật, thế hệ vàng của sân khấu cải lương vẫn cùng nhau so tài trong từng lời ca điệu múa. Đáp lại tấm chân tình đó, hai hoàng tử xiếc quốc cơ quốc nghiệp đã biểu diễn xuất thần với tiết mục xiếc ghi dấu ấn vào kỷ lục Guinness thế giới. Quốc cơ quốc nghiệp nghĩ đây là một cái chương trình vô cùng ý nghĩa để cho tất cả nghệ sĩ đi sau có thể nhớ ơn những bậc tiền bối, những người thầy đi trước. Có những cuộc gặp gỡ này nó làm cho ấm lòng người. Nói chung mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Và ít ra thì những cái công việc mình làm trước đây đó cũng có người còn nhớ tới. Gần 200 phần quà bao gồm nhiều yếu phẩm và 5 triệu đồng tiền mặt mỗi phần đã được trao cho các nghệ sĩ công nhân hậu đài già yếu neo đơn ở lĩnh vực sân khấu điện ảnh. Để Tết đến xuân về, càng thêm niềm vui tình thâm nghệ sĩ. Những cái gói quà, những cái lô đường đối với tụi tôi không còn là những vật dụng nữa, mà nó là cái tình của các khán giả của Tri Âm gửi về cho nghệ sĩ. Mong rằng là các văn nghệ sĩ của thành phố sẽ tiếp tục có những đóng góp thật nhiều hơn, những gia tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao hơn nữa cho nền nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Dịp này 20 suất học bổng cũng đã được trao cho con em nghệ sĩ, tiếp sức cho các em đến trường. Trong căn ngõ nhỏ ở phường Minh Khai, thành phố Hà Nội có một nơi mang tên là xưởng sản xuất dụng cụ chỉnh hình. Ở đó có đầy đủ dụng cụ để làm ra những đôi chân giả. Ở đó có hình ảnh của vị bác sĩ mặc áo blue trắng, tất bật suốt cả ngày. Người đàn ông ấy ấp ủ những dự định đẹp và nuôi dưỡng ước mơ, thành lập cơ sở sản xuất, cung cấp miễn phí dụng cụ chỉnh hình cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Trong hơn chục năm qua, trung tâm đã giúp được hơn 614 người khuyết tật, và đó chính là người mà chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị ngày hôm nay, người cha của những đôi chân, bác sĩ Lê Thành Đô. Từ những bước đi chập chững cho đến những vòng quay trên mọi nẻo đường, đôi chân đã hiểu được ý nghĩa và nhiệm vụ của mình trên cơ thể một con người. Thế nhưng không phải ai cũng có được những may mắn ấy. Thảo Vân năm nay 12 tuổi, em đã mất đi một phần cơ thể 5/4 vì tai nạn giao thông. Hôm nay em và cô của mình đã đi từ Quảng Ninh lên Hà Nội. Đi xe điện đến đây thì là tìm thêm địa chỉ. Đêm nay ngủ ở Hà Nội một đêm, là ngày mai bác ấy sẽ làm hoàn thiện cho để về Quảng Ninh. Hy vọng là bác sĩ sẽ làm cho một cái chân nhẹ hơn và làm có thể làm được tất cả mọi thứ như các bạn. Hiện thực hóa những hy vọng ấy thành sự thật, xưởng sản xuất của bác sĩ Lê Thành Đô đã được thành lập hơn 12 năm qua. Tôi là một thương binh cho nên tôi hiểu cái sự mất mát và cái mặc cảm của khó khăn của những người khuyết tật. Trước hết là đóng góp công sức, cái công của mình làm miễn phí cho các gia đình. Để làm ra những đôi chân giả mất khoảng 2 đến 3 ngày. Tuy nhiên bác sĩ Đô không làm một mình, ông còn có các cộng sự của mình. Những cái thời gian thứ bảy chủ nhật và ngoài giờ tối với các thứ thì cùng anh em họ đến họ làm. Cố gắng thì làm tốt cho cái dụng cụ thì bệnh nhân đi thoải mái, đi thị xác thì mình cũng vui vẻ thì tốt thôi. Những chiếc chân mới được tạo ra bằng đôi tay và niềm vui của những người như bác sĩ Thành Đô và các đồng nghiệp. Những đôi chân mới được đo số, tạo khuôn cẩn thận. Những bước đi dù có khập khiễng nhưng lại mở ra những cánh cửa mới, ấp ủ những hy vọng vào tương lai của người khuyết tật. Và câu chuyện của bác sĩ Lê Thành Đô cũng đã khép lại bản tin Người Việt bốn phương của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể xem lại chương trình này trên website vtv4.vn. Xin kính chào tạm biệt.